Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng và dự đoán kết quả vòng 30 ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng mai 23:06 theo giờ Việt Nam, được cập nhật đầy đủ và chính xác tại đây, việc Liverpool bị Everton thủ hòa rạng sáng nay 22:06 đã khiến ngày đăng quang của đoàn quân đỏ bị chậm lại, khoảng cách 23 điểm giữa Liverpool và Manchester City nhiều khả năng chỉ còn 20 điểm sau đêm nay khi Man xanh trên sân nhà tiếp Burnley. Dù đội khách chơi ấn tượng khi bất bại 5 trận liên tục trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, nhưng xét về đối đầu, Man City đã thắng đến 8 tháng 10 trận gần nhất, trong đó có 2 lần đè bẹp đối phương với tỷ số 5-0. Dù chơi bóng cố gắng thế nào, các câu lạc bộ nhỏ đều lộ điểm yếu khi đối đầu với đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola và thường đại bại tại Etihad. Khi ngoại hạng Anh chỉ còn 8 vòng đấu, khoảng cách giữa Manchester City với Liverpool quá lớn nên họ sẽ không còn khả năng cạnh tranh chức vô địch, nhưng gây cản trở để trì hoãn ngày đăng quang của Liverpool là việc Man City đang quyết tâm làm.